Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là chúng ta không muốn biết số mệnh của mình là tốt đẹp hay như thế nào. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và cuộc sống thì luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm. Chẳng phải bao giờ lo nghĩ về bất cứ một điều gì. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành thì sẽ có được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống mỗi con người sợ nhất đó là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có một vận mệnh riêng mình. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua để chúng ta có thể tồn tại, hoàn thành trách nhiệm của mình ở cuộc đời này mà thôi. Tử vi số mệnh trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu rất nhiều trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi sự việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 2 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống đến trọn cuối đời. Vậy thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vận trình của tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch này quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 mệnh Lưu Trung Hòa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung và hiền hậu với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo và biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để có thể giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực, nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ và không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Xem tử vi tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ và không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là được xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần phải đề phòng tai nạn xe cộ và các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có sự tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Và nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái và giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Trong tháng, người tuổi Đinh Mão có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên giống như trước đó. Nên cố gắng hết sức, bạn có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 2 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng cần phải chi tiết, tiết kiệm để tránh việc mất mát tiền bạc vào những sự việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể sẽ gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy. Vì vậy, chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, cả bị lừa gạt tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần phải đề phòng thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cho bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ đến sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn được ổn định. Các quý gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình, tình duyên có phần hanh thông hơn trước. Nam mệnh còn rụt rè nhút nhát nên khá bị động. Cần phải thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tốt tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi người thì có mỗi năm vận hạn chúng ta đều khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát cho quý vị tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung lần sau.